xin mấy cái này chị xin 26 có nhỏ bao nhiêu tuổi? Lúc nào 14 tuổi rồi, sau 14 năm rồi đó. Thì hiện tại á, tức là vùng trên vùng bưởi rất là nhiều, nguyên cả khối bưởi, nguyên cả cái phần tay là khối bưởi rất là dài, cái này ngồi thì nó sẽ tính ra một cục đường này. Cái vùng dưới thì đây cái phần mở của dây dư, còn các phần mở thì cần bóp căng nên là thấy các cái phần mở rồi đây, phần dây dư chạy xề xuống. Đây thì cái hai phần hông đây á thì mở cũng nhiều, hai phần hông đây mở cũng rất nhiều. Và để đặt phía sau lưng chút xíu, đây lưng, hai cái dải lưng này cũng dày, nó không mở kiểu quanh hết. Thì hôm nay sẽ hút luôn cả cái phần lưng này, phần lưng này cho nó thon luôn, sẽ hút hai cái hông, dọc hai hông, hút cái phần bụng trên, hút một cái lai này của cái phần bụng dưới, còn phần dưới này mình sẽ cắt da, trong phần cắt da sau đó mình sẽ khâu thẳng cái eo, khâu cân thẳng eo, bó sát hai cái eo luôn. Xong rồi thì mình giấu cái chắc là cái đường mộ đại ở dưới ấy, cái áo này thì giấu ở đây thì mình mặc bikini đi tắm biển cũng không thấy. Là trường hợp này gọi là hút phần hoặc là hút mở phần hông lưng này, hút mở phần bụng này và cắt tạo hình thành bụng hoặc cắt dây dưa tạo thành bụng để làm thon gọn luôn, hai nữa làm xong cho bụng thẳng. Một số trường hợp á, khi bụng phần này á là gấp mở một phần thôi, còn phần còn lại là cái cân bụng nhạo ra, cái cơ thành bụng nhạo ra là làm phình ra làm to. Nhưng trong trường hợp này thì cái cơ của chị thì rất là ổn, sau sinh thì nó cũng rất ổn đó, nhưng mà cơ mở rất là dày đó, mình sẽ lấy được hết phần này thì làm xong thì nó sẽ rất là đẹp. Còn trường hợp kia là mình phải phục hồi lại cái cân cơ thành bụng rất là kỹ thì khi đó mới tạo thành cái dáng con được. Rồi ok, cảm ơn cái viết vậy.